Minasan konnichiwa. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp tục ngày thứ 11 trong chuỗi video 30 ngày luyện đọc hiểu JLPT N3. Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục luyện phần trung văn. Phần này thì nó không quá dài và nó cũng không quá khó. Nó tương tự như bài văn ngắn thôi. Tại vì sao? Nó có 3 câu đúng không? Thì câu 1 thì nó thường nằm ở đoạn 1. Đó, câu 2 thì thường nằm đoạn 2. Và câu 3 thì nằm ở đoạn 3 thôi. Nhá, nên các bạn hãy cố gắng luyện thật nhiều phần này để đạt được điểm cao trong kỳ thi sắp tới. Đề này là đề tháng 12 năm tháng 7 năm 2022, nó khá là gần với thời điểm hiện tại. Nên các bạn hãy cố gắng luyện thật nhiều nhá. Ok, cách làm thì câu 1 thì chúng ta sẽ tìm ở đoạn 1, làm từng câu 1 nhá. Câu 1 thì chúng ta tìm loanh quanh đoạn 1 này thôi. Đây, người ta có đánh dấu này. Đó, câu 1 số 2 này. Đấy, số 3 này. Đấy, thường người ta sẽ đánh dấu như vậy nhá. Chúng ta lại biết cách chúng ta tìm ấy, tìm từng đoạn một thôi chứ không phải là đọc hết cả một bài nhá. Ok, chúng ta sẽ xem câu 1 này. À, cái này là Suito nhá, là cái bình mà bình giữ nhiệt đấy nhá. Cái bình giữ nhiệt này ấy, thì nó là cái bình giữ nhiệt như thế nào? Đó, cái bình đựng nước nhá, có thể gọi là bình giữ nhiệt cho nó dễ hiểu. Đó, xem là cái bình như thế nào nhá. Thì người ta đã đánh dấu như thế này rồi. Đấy, nó kết câu như này rồi. Vậy thì chúng ta phải tìm ở trên đoạn trên này xem là nó là cái bình như thế nào. Cái mùa hè chúng ta xem qua đoạn bài này. Cái mùa hè năm nay thì tôi đã lần đầu tiên mà tôi đã mua cái Suito này, cái bình giữ nhiệt này. Và cho đến hiện tại ấy, thì cái đồ uống Nomimono, cái đồ uống ấy, thì tôi chỉ mua những cái kiểu lọ, dạng chai lọ ấy, nhá, Petto Bottle, nó là dạng chai lọ thôi, các loại chai nước ấy. Nhưng mà một tháng Ikagetsu ni thì nó sẽ tốn kakatte ita, tốn khoảng 5 sen, 5 sen nên. Đó, tốn tận nó mố nó tận đúng không? Tốn tận 5 sen cho cái tiền nước liền. Đó. Và tiếp theo này, katta no á, cái nổ nó thay cho cái danh từ, vậy cái nổ nó thay cho cái danh từ đúng không? Đằng sau thì chúng ta đi tìm cái danh từ thôi. Đây này, cái danh từ này. Đó, cái mà tôi mua nó là cái bình. Đấy, đế nó là liệt kê đúng không? Dịch danh từ này và ấy, nó là cái bình như thế này. Đó, như thế này và như thế này. Và nó cũng là một cái đồ nó như thế này nữa. Đấy, thì nó chia ra hai vế nhá. Để chúng ta dịch vế một trước. Cái bình mà tôi mua đây người ta không nói đến, nhưng mà đằng sau này, đó, nó bổ nghĩa mà đúng không? Cái bình giữ nhiệt mà tôi mua ấy, thì nó như thế nào? Nó không có cốc, nó không gắn cốc đâu, chơi tê này đâu, không có cốc. Và sẽ uống trực tiếp luôn. Đó, kiểu như bỏ vào mồm uống trực tiếp cho cơ sở chữ luôn. Đó. Và tiếp theo nó còn là cái đồ mà cái nhiệt độ này, ôn đồ này, cái nhiệt độ của đồ uống ấy thì sẽ không thay đổi kawaranai trong thời gian dài, nagai jikan. Đó. Và tiếp theo này. Nhưng mà này, cũng có cả những cái bình mà nó có cốc nhá. Nhưng mà tôi cái việc này nổ quá này, cái việc mà mỗi lần mai cai mỗi lần mà mình cứ cho nước vào trong cốc ấy thì xong uống ấy, thì nó tôi nghĩ là rất là phiền phức. Đấy, nên là tôi đã chọn cái cốc này. Chọn cốc này nhá. Đấy, thì người ta hỏi là cốc này là cốc như thế nào. Đấy, vậy chúng ta sẽ xem những cái thông tin chính như là không có cốc này, không có gắn cốc này, và uống trực tiếp luôn, kiểu như mở nắp và uống trực tiếp luôn. Đó, và thêm một cái ý nữa là cái nhiệt độ của nước ấy thì để thời gian dài thì nó cũng không thay đổi gì, tại vì cái bình giữ nhiệt mà đúng không, nước nóng thì để có thể để cả ngày nó vẫn nóng, nước lạnh để cả ngày nó vẫn lạnh. Đấy, thì đó là ba cái ý chính nhá. Chúng ta sẽ xuống đáp án nhé. Cái cốc này xem nó như nào này. Cái nhiệt độ ôn độ, cái nhiệt độ đồ uống ấy thì nó khó thay đổi. Đúng một vế rồi này. Và bỏ vào mồm mà uống trực tiếp, còn mở nắp ra kiểu như vỡ nắp ra rồi tu thì kiểu uống thôi, đúng không? Câu này chính xác luôn. Chúng ta sẽ để đây trước nhá. Câu 2 này, nhiệt độ khó thay đổi này, nó cũng đúng một vế rồi, nhưng mà xem vế 2 này. Mà nó có gắn cốc. Câu này lại sai đoạn này đúng không? Tại vì đằng sau người ta, đằng trước người ta đã nói rồi là không có gắn cốc. Đó, cũng có cái loại có đấy, nhưng mà người ta lại không mua, đúng không? Vậy chúng ta sẽ xem tiếp câu 3 nhé. Cái này nó là cái đồ, nó yasui, nó là dễ. Dễ như nào? Dễ lạnh. Đó, samashi. Samashi yasui có nghĩa là dễ. Cái đồ mà, cái đồ nước mà nóng ấy, atsui đúng không? Nomimono ấy, thì nó dễ lạnh. Đấy, có nghĩa là bỏ vào nó sau nó lạnh đi ấy. Nên là, và sẽ bỏ muối trực tiếp thì nó là đúng vế sau. Đó, nhưng mà lại sai vế 1, đúng không? Tại vì sao? Nó không dễ lạnh được. Tại vì sao? Nhiệt độ nó không thay đổi. Đó, thời gian dài nó cũng không thay đổi mà. Nhưng mà đây nó lại bảo là dễ, là sai rồi.
Rồi tiếp theo nó cũng bảo là dễ dễ lạnh tiếp này này, không sai luôn, đúng không? Vậy đáp án chúng ta chắc chắn sẽ là câu 1 rồi. Đấy. Đấy, tiếp theo lại làm câu 2 thôi nhá. Đọc câu 2 này. À, komatakoto là cái điều mà khó khăn ấy, thì nó là như thế nào? Cái điều như thế nào? Đấy, thì chúng ta sẽ đi tìm cái đoạn nào người ta đánh dấu này thôi nhá. Đây trên bài này, đây người ta có đánh dấu này. Đây số 2 này. Đó, vậy thì nó chỉ loanh quanh đoạn này hoặc đoạn dưới dưới này tí thôi. Đó. Người ta bảo khó khăn như thế nào nhá. Ở đây người ta có giải thích này. À, mùa hè ấy, thì bởi vì là có thể nome đúng không? Có thể thể khả năng này có thể uống những cái đồ lạnh sumetai, cái kiểu nước lạnh ấy trong một ngày. Đó. Nhưng mà cũng tốt nhá. Yokatta desu ga cũng được, nói chung là uống mùa hè kiểu như mình để cái nước đá nước lạnh vào đấy thì mình vẫn uống hết trong ngày cũng được ấy. Nó cũng tốt nhưng mà mùa đông thì sao? Mùa đông nhá. Thì những cái đồ mà nước nóng ấy, kiểu nước nóng nhá, nếu mà chúng ta cho cái nước nóng vào ấy. Đó, cho nước nóng vào bình nhá. Thì nó sẽ xảy ra rắc rối. Đó, vậy thì ở trên này vẫn chưa 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 người ta vẫn chưa giải thích rắc rối như thế nào. Vậy thì chúng ta sẽ tìm ở đoạn dưới này nhá. Đây, atsu sugite. Nếu mà nó quá nóng nhá thì sao? Thì cái việc mà uống trực tiếp chokusetsu thì nó không thể uống trực tiếp được. Đó, nomena katta noda. Đấy, đây là cái khó khăn chúng ta phải nốt ra nhé. Chúng ta gạch lên bài, chúng ta sẽ gạch chân những cái phần này. Đấy, phần đầu tiên nó là quá, nếu mà cho nó quá nóng thì không thể tu, đúng không? Không thể mở nắp ra mà tu được, đúng không? Và đằng sau đây người ta sẽ không còn lý do nào khác. Nói chung chỉ có một lý do duy nhất, đó là nóng thì không thể tu được. Còn đằng sau người ta nói thêm này là đầu tiên ấy, thì tôi nghĩ là một cái một areba thì Zubun là đủ rồi ấy. Nhưng mà kết quả là tôi đã mua thêm một cái bình giữ nhiệt mà có gắn cả cốc. Đó, vậy chúng ta đọc đến đây là chúng ta có biết đáp án rồi. Chỉ có một lý do duy nhất, đó là nước nóng ấy, thì không thể nào mà uống trực tiếp được, mà chúng ta phải đổ ra cốc thôi, cho nó nguội nguội đi chúng ta mới uống được. Chúng ta sẽ xem xuống bài nhé. Đây này, sẽ ít ít có kikai, nó có cơ hội, ít có cái cơ hội mà uống nhà, uống cái ố này, uống cái nước nóng từ bên ngoài. Uống nóng bên ngoài, cái này là sai đấy. Không có chỗ nào người ta bảo không có cơ hội hay như nào, ở đây lại bảo là ít có cơ hội, có nghĩa là khó mà kiểu khó mà uống được cái nước nóng từ bên ngoài. Cái này nó là tu luôn mà, là sai nhá. Câu 2 này là nếu mà cho nước nóng vào ấy, cái này nó sẽ bị hỏng kowade. Câu này sai luôn, không có chỗ nào bảo bị hỏng cả, trên không có trên bài là sai nhá. Câu 3 này, cái nước mà kiểu nước nóng ấy thì sẽ không thể, đây nomena cả ta không thể uống trực tiếp từ cái bình này được. Câu này chính xác luôn. Đó, nó chỉ có một ý duy nhất thôi, đúng không? Trên bài người ta chỉ nói một ý duy nhất khó khăn đây, đó là cái này, nước quá nóng thì không thể uống trực tiếp được thôi, còn ngoài ra không có ý nào khác nhá. Câu 4 này, cái nước nóng ấy thì sẽ lập tức là lạnh. Lập tức lạnh, cái này là sai nhá, không thể nào lạnh được, tại vì cái thời gian dài cũng không thay đổi được mà, đúng không? Nên là sai. Đáp án chúng ta sẽ là câu 3 nhá. Sang câu cuối cùng này, người ta bảo là nó tốn tiền, okane ga kakatte shimatta, nó tốn tiền hơn là mình nghĩ ban đầu. Đó, thì tại sao? Tại sao mà nó lại tốn tiền hơn là mình ban đầu mình nghĩ? Đấy, chúng ta sẽ xem cái đoạn gạch chân cuối này nhá. Đây người ta có câu trên này nhá. Đó, lại tốn tiền hơn là tôi nghĩ. Đấy. Thì đáp án thì nó sẽ nằm đoạn trên này thôi. Tại vì sao đoạn dưới này người ta đã nói là không có nói liên quan gì đến cái việc mà tại sao lại tốn tiền cả. Chỉ đoạn trên này thôi. Đây này, tôi đã mua, kết cục là tôi đã mua thêm, đúng không? Tôi mua thêm một cái bình mà có gắn cốc. Tại vì cái kia nó không gắn cốc thì nếu mà uống nước nóng ấy, thì không thể tu trực tiếp được, uống trực tiếp được, đúng không? Mà chúng ta phải đổ ra cốc. Đấy. Nên là tại sao lại tốn tiền? Đây chỉ chuyện thì do là phải mua, đúng không? Phải mua thêm một cái bình này, nhớ vẫn mua thêm một cái bình giữ nhiệt này nhá, nhưng mà nó có gắn cốc. Nó còn cái kia thì nó không có cốc, đúng không? Cái này có cốc. Đó. Chúng ta sẽ xem luôn một đoạn cuối cùng nhá, là đây này, đoạn này rồi đúng không? Nếu mà có cốc ấy, đúng không? Nếu mà có cái cốc ấy thì nó có thể là làm lạnh được. Đó, samasu. Đó. Và
Đây này, cái bình giữ nhiệt nào ấy thì nó cũng không đắt, Takaku Wana Kata không không đắt đến đến mức như thế đâu. Đấy, nhưng mà nó đắt hơn là ban đầu mà tôi nghĩ. Đó. Và nhưng mà đấy, nhưng mà nhá. Cái việc nổ mố này, cái việc mà có thể sử dụng những cái bình giữ nhiệt mà khác nhau này, tùy thuộc vào từng mùa đúng không? Kisetsu, đó, Nijote tùy thuộc vào thì nó rất là vui. Và bởi vì là cũng không cần phải mua những cái chai kiểu dạng chai lọ nữa nên là như thế này cũng ok rồi. Đấy. Vậy thì đáp án chỉ nằm đoạn trên này thôi nhá. Tại vì sao? Ông này ông định nghĩ bạn này bạn nghĩ là một cái là đủ rồi, một bình là đủ rồi, nhưng mà kết cục lại phải mua thêm một bình nữa, nhưng mà một 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 à, một loại lại có cốc, còn loại kia không có cốc thôi nhá. Chúng ta sẽ xem đáp án câu 1 này. Câu 1 này. Bởi vì cái việc mà mua chai lọ nó tăng lên à Fuetakara, cái này sai hoàn toàn. Đó, người ta đã bỏ hẳn cái việc mà mua chai lọ rồi. Câu 2 này. Đã được Koto Ninata Kara, bởi vì đã phải mua, kiểu như đã phải mua những cái bình mà rất là đắt. Con này lại càng sai, không có chỗ nào người ta bảo, người ta có nói đến cái chuyện này rồi. Nha, đây này, người ta có bảo là nó không đắt đâu, nó không đắt như thế đó đâu, đúng không? Đấy, nên là sai hoàn toàn nhá. Câu 3 này. Bởi vì là phải mua cái cốc riêng biệt bê chữ ní, riêng biệt với lại cái cốc không phải cái cốc mà đúng rồi, riêng biệt với lại cái bình đó. Cái này là sai nhá, người ta không phải là mua cái cốc, nhớ là không phải mua cái cốc riêng biệt nhá với cái bình này nhá, mà người ta mua cái gì, nhớ phải mua. Câu này rất là nhiều các bạn nhầm này, mua nhá là mua cái này này, cái bình nhưng mà có người ta có cốc gắn cốc nhá, chứ không phải là mua cái cốc nhá. Đấy, đây người ta bảo là mua cái cốc khác, chỗ khác thì riêng biệt đấy. Đấy, nên là câu này sai, có rất là nhiều bạn bị nhầm cái đoạn này. Đó, mua là phải mua cái ố này này. Đó, mua cái bình này này, nha, bình giữ nhiệt. Đó. Thì ông này cũng đã mua tận hai cái liền. Đó, bình thường nghĩ là mua một cái thôi nên lại mua hai cái nên đã tốn tiền hơn là ông ấy nghĩ. Nên đáp án chính xác là nằm câu này. Đó. Đề này bài này thì khá là dễ nhá. Nói chung là cái phần trung văn thì nó cũng không quá khó đâu, các bạn chỉ cần biết cách làm thôi. Không có khác gì là cái bài văn ngắn đâu, đúng không? Câu 1 thì tìm đoạn 1 người ta có gạch chân rồi. Nhá, 90% là đều là như vậy. Đấy, câu 2 thì tìm đoạn hoài loanh quanh thế thôi. Và câu 3 thì chúng ta tìm đoạn 3 nhá. Ok, vậy là hôm nay chúng ta đã kết thúc bài 11. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Otsukaresama deshita.